Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015. Theo đó, tổng số tiền học phí, lệ phí thu cao hơn và ngoài danh mục quy định của 6 đơn vị thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là hơn 81 tỷ đồng. Trong đó, Trường Đại học Kinh tế Luật có mức thu vượt và ngoài quy định cao nhất hơn 47 tỷ đồng. Trường Đại học Bách Khoa và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đều có mức thu vượt và ngoài quy định hơn 12 tỷ đồng. Theo kết luận thanh tra, 6 đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chi vượt tổng số giờ gần 150.000 giờ giảng cho giảng viên so với quy định. Số tiền thanh toán là hơn 16 tỷ đồng. Về công tác thực hiện các dự án, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra 6 dự án xây dựng cơ bản với tổng mức giá trị trúng thầu hơn 2.000 tỷ và phát hiện 25 tỷ đồng sai phạm.